Ngày 28 tháng 2, Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Căn cứ hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh. Kết quả ra soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, các đại biểu đã bỏ phiếu bổ sung quy hoạch các chức danh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Ủy viên Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương.